Truyện tranh Cô Tiên Sanh tập 2 Nhóm Táo Hài Ba Tê. Được sự đồng ý của cô chủ nhiệm để tạo không khí vui vẻ cho giờ sinh hoạt lớp, từ nay nhóm Táo Hài Ba Tê sẽ chính thức ra mắt và biểu diễn phục vụ tất cả chúng ta. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. Hoan hô, hoan hô. Sao gọi là Ba Tê nhỉ? Chắc Ba Tê là thịt nguội kẹp bánh mì, phải không các bạn? Xin các bạn giữ yên lặng, trật tự. Sau đây tôi xin giới thiệu Tuấn Mập, trưởng nhóm Táo Hài Ba Tê sẽ thưa chuyện cùng các bạn. Hoan hô, hoan hô, hoan hô Tuấn Mập. Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa tất cả bà con dưới biển trời non, đầu làng cuối phố. Tay ta ta vỗ, miệng ta ta cười, tất cả mọi người cùng vui cùng vẻ. Ba danh hài trẻ, tên có vần, tê, văn nghệ rất mê, Táo Hài lập nhóm, Tuấn Mập tùng cồn, cùng với trăm điệu. Dễ nhớ dễ hiểu, gọi là Ba Tê, chẳng dính dáng chi, bánh mì đâu nhé, xin các bạn trẻ, có máu tiểu lầm, chớ có hiểu lầm. Hoan hô Tuấn Mập, hoan hô Ba Tê. Thưa các bạn, để ra mắt nhóm Táo Hài Ba Tê, xin gửi đến các bạn tiểu phẩm Ba Kẻ Đáng Thương. Với sự góp mặt của ba danh hài nổi tiếng quốc tế Trăm Điệu, Tuấn Mập và Tùng Cồn. Hoan hô, hoan hô. Xin chào các bạn gần xa, đố các bạn đoán em là ai đây? Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Vì em tàn tật nên khó nhận ra, nhưng em chính là Thị Ghế. Trước đây cùng với Văn bạn, kết đôi bạn vàng, học tập chăm ngoan. Có dầm kẻ nghịch đùa vô ý thức, xô ngã em đến mức gãy chân. Bác bảo vệ mấy lần chữa trị, nhưng phải thua ma quỷ học trò, đành đem em cắt vào kho, để chuột dán bò, để nhện giăng tơ. Thương thần tàn nát cõi lòng, dặn người phá hoại của công vô tình, hu hu, hít hít. Nàng là ai? Sao đến đây than khóc? Đây là trường học chứ đâu phải nghĩa trang. Trời, anh Văn Bàng. Văn Bàng, anh không nhận ra em sao? Em là Thị Ghế, bạn vàng của anh đây. Trời ơi, Thị Ghế, Thị Ghế, sao thân em tàn phế thế này? Anh không thể nhận ra ngay. Trong em nay đã đổi thay quá nhiều. Đời Ghế khổ lắm bạn ơi, nay đâu còn nữa một thời bên nhau. Một thời anh trước em sau, chăm ngoan học tập, đổi trao tâm tình. Ủa, sao mặt mũi anh bạn bồi bẩn chèm nhèm và có nhiều vết sẹo thế này? Hỡi ôi, em nhớ ngày xưa anh đẹp trai và mặt mũi sáng sủa thông minh lắm mà. Sao vậy anh Văn bạn? Tại vì trong đám học sinh, lắm kẻ vô tình chẳng ý thức gì, tha hồ tùy thích vẽ ghi, chạm ngang khắc dọc, còn gì mặt anh. Chào hai cháu. Dạ, cháu chào bác ạ. Ủa, xin lỗi, bác là ai mà cháu chưa nhận ra? Bác đến từ châu Phi phải không ạ? Bác chính là Bản Đen. Đây mà, hai cháu không nhận ra bác sao? Trông bác khác xưa quá, thật tình cháu không nhận ra. Bác bị bệnh đậu mùa hay sao mà là mặt bác lại? Có phải đậu mùa đậu cô ve gì đâu. Mọi người đều biết là Bản Đen dùng để thầy cô ghi bài giảng, giúp học sinh học tập. Thế mà có kẻ lại dùng bác làm bia để phóng phi tiêu, cho nên mặt bác mới ra nông nổi này đây. Ghế bàn cùng với Bản Đen giúp bạn học tập, luyện rèn ai ơi, phải đâu dùng để nghịch chơi, của công bảo vệ lựa lời nhắc nhau. Hoan hô, hoan hô, hoan hô nhóm Táo Hài Ba Tê. Cô có lời khen ngợi ba em Trâm, Tùng, Tuấn. Thông qua tiểu phẩm vừa rồi, chắc tất cả các em đã biết phải làm gì rồi phải không nào? Cô hy vọng các em sẽ tự giác bảo vệ của công, giữ gìn trường lớp luôn khang trang sạch đẹp. Buổi diễn đầu tiên coi như thành công tốt đẹp, tuần sau không biết diễn trò gì nữa đây.
Trâm đề nghị bọn mình dựa theo truyện Cô Tiên Sanh để sáng chế ra tiểu phẩm gì đó vui vui. Tùng và Tuấn thấy sao? Một ý kiến hay. Chiều nay Tùng sẽ đem qua cho Tuấn mượn bộ truyện Cô Tiên Sanh để trưởng nhóm nghiên cứu xem sao. Cả ba đứa mình cùng suy nghĩ góp ý, chứ để mình Tuấn sao được. Tùng sẽ sưu tầm mấy bài thơ Trâm trên báo học trò, báo thiếu nhi nữa. Bọn mình sẽ lồng vào tiểu phẩm cho thêm phần sinh động. Nhất trí. Ê Tuấn, đứng lại tao hỏi chuyện này. Có chuyện gì vậy Lanh? Mày mách lẻo chuyện tao phóng video lên bản đèn với cô chủ nhiệm phải không? Mách lẻo gì đâu, bọn mình táo hài cho vui, nói chung chung chứ đâu có nêu tên Lanh đâu. Nếu cô chủ nhiệm mà biết chuyện này thì mày biết tại tao. Có tật giật mình, nếu bạn biết lỗi thì chừa đi. Còn tái phạm thì tôi thưa với cô chủ nhiệm đó. Đừng dọa, tôi không sợ đâu. Đồ con gái mách lẻo. Lanh sai rồi, bọn này chưa bao giờ thưa với cô giáo chuyện của bạn. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục phá hoại của công thì bọn này không để yên đâu. Thách bọn bay thưa với cô đó, tao đấy sợ. Thôi, bọn mình về đi. Gai gỗ nhậu ngồi đường xá chẳng hay ho gì. Mấy hôm sau. Tùng ơi, Tùng, có nhà không? Tuấn hả? Có chuyện gì vui mà mặt mày cậu trông hớn hở vậy? Vào nhà đi, rồi mình cho cậu xem cái này. Tùng xem đi rồi cho ý kiến nhé. Mình mới tối tác đó, xem thử có được không? Một che, ăn nói cọc cằn, cãi nhau réo gọi, còn thằng mày tao. Hai che, gai gỗ đánh nhau, người xuất tráng, kẻ u đầu hai chi. Hay, hay, cậu tài thật ngang. Dựa theo bài 10 thương cậu chế thành bài 10 che, đọc thấy đã lắm. Đừng làm mình bể lỗ mũi bây giờ, đọc kỹ đi rồi góp ý nên sửa chỗ nào. Ba che, lười biếng chay lì, ham chơi nghịch phá học thì lơ mơ. Bốn che, ăn ở nhấp giờ, áo quần xốc xếch, bơ phờ tóc tai. Tuyệt của mèo, đọc nghe có lý lắm, cậu đúng là đại thi xào, chứ chẳng phải chơi đâu ngang. Xạo hoài, đọc tiếp đi. Bọn mình còn phải bàn cách tấu nó như thế nào cho hấp dẫn nữa. Năm che, lúc kiểm tra bài, copy dàn dối, giỏi tài nhờ phao. Sáu che, chuyện phím đổi trao, không nghe thầy giảng làm sao hiểu bài. Bảy che, cậy sức ý tài, tự cao rằng chẳng có ai hơn mình. Tám che, phe nhóm linh tinh, gây mất đoàn kết rễ tình đồng môn. Chín che, u ám tâm hồn, ghép đôi trèo chọc, tiền đồn nhỏ to. Mười che, học tập không lo, mê chơi điện tử, bày trò hiểm nghi. Mình định viết thêm một đoạn khác nữa, nhưng nghĩ chưa ra, cậu thử góp ý xem. Trâm có biết một số làn điệu dân ca, mình đề nghị đưa cho Trâm bài này, thử hát theo các làn điệu dân ca xem sao. Ý kiến hay, như thế sẽ hấp dẫn hơn, nhưng phải cả ba người cùng diễn tấu mới được. Bọn mình hẹn với Trâm, chiều mai ta tập thử. Ừ, bọn mình sẽ cùng nên hóa trang, sau đó cho là để gây cười, để nghĩ xem. Mình nghĩ phải tìm một cái trống con, sau mỗi câu hát ta đánh bùm bùm cho thêm phần hấp dẫn. Ta nhờ trưởng lớp mượn ta một cái trống ếch của liên đội, chắc là được. Thôi, giờ mình về, cố suy nghĩ viết tiếp cái kết, để vậy thấy có vẻ thiếu thiếu cái gì đó. À, cậu lo cái khoản hóa trang ngang. Ok, năm bò thui. Đến hôm ấy, vào cuối giờ ra chơi. Chết rồi, đồ hóa trang Trâm để trong học bàn, giờ đâu mất? Trâm tìm kỹ chưa? Chắc có bọn nào đó nghịch chơi rồi giấu đi rồi. Trâm tìm kỹ rồi, chẳng thấy đâu cả. Tới thiết sinh hoạt lấy gì diễn đây? Chết thật. Chia nhau đi lục soát học bàn xem sao. Ai chơi ác quá. Báo cho Nhung trưởng lớp biết truy tìm dùm đi. Gầy gò thật. Trưởng lớp ơi, gai go to rồi.
ai giấu đồ hóa trang của Trâm đâu mất, làm sao diễn đây? Bạn cắt ở đâu mà mất, có nghi ai lấy không? Trâm cắt ở trong học bàn mà. Biết nghi ai bây giờ, hay là dời lại tuần sau hãy diễn? Không được đâu, hôm nay có cô tổng phụ trách đội đến dự mà. Trâm nhắn lại đi, có nghi ai không? Lớp mình chỉ có bạn Lành là ra mặt phản đối nhóm táo hài của bụng mình. Chẳng biết có phải không? Chắc đúng tên đó rồi chứ còn ai nữa. Hồi đầu giờ chơi, mình thấy Lành lùi cùi làm gì đó ở gần thùng rác gần cầu thang. Đến đó tìm thử đi. Có phải gói này không? Đúng đó rồi, may quá, không có đồ này thì làm sao hóa trang thành cô tiên sanh cho được. Hôm nay mình đóng vai cô tiên sanh mà. Đúng là tình Lành giở trò chơi xấu bạn bè rồi, chứ còn ai vào đây nữa. Mình sẽ báo cô chủ nhiệm để cô phạt cho nó chừa cái thói. Thôi đừng báo cô giáo làm gì, tìm lại được là mừng rồi. Mình có bắt được tay dây được cánh đâu. Theo Trâm, trưởng lớp chỉ nên góp ý riêng cho Lành biết thôi. Trâm hiền quá nên nó làm tới, ăn hiếp chọc phá hoài. Thì cô tiên sanh dạy bọn mình phải biết tha thứ cho bạn, phải lời lời khuyên nhủ bạn nữa mà. Ồ, ba đứa em diễn hay lắm, cô thật không ngờ đấy. Tập dượt lại cho kỹ, ít bữa cô tổ chức để ba đứa em diễn cho các bạn toàn trường cùng xem. À, còn chuyện này nữa, các em có cần thêm đồ hóa trang gì, cứ nói để cô tìm giúp cho. Dạ, bọn em cảm ơn cô nhiều ạ. Cô thấy nội dung các tiểu phẩm đó khá hấp dẫn và bổ ích đấy. Các em tự viết kịch bản hay là nhờ ai vậy? Dạ, ba đứa em cùng góp ý bàn bạc, tự biên tự diễn đó cô. Các em giỏi lắm, nghĩ như vậy là đúng rồi. Nhưng cũng phải có những tiểu phẩm khác nữa thì hay hơn. Thí dụ như biểu dương những tấm gương tốt, vượt khó học giỏi. Chứ đừng phê phán hoài thì cũng không ổn lắm. Dạ, chúng em sẽ cố gắng hơn. Cô giúp được cho chúng em khâu hóa trang như vậy thì hay quá. Cần gì cứ báo cho cô biết nhé. Việc các em làm vừa vui vừa bổ ích. Cô ủng hộ và sẽ khuyến khích các lớp khác làm theo. Chà, gay thật nhỉ. Diễn ở lớp chơi cho vui thì được, không sao cả. Nhưng diễn trước toàn trường thì gay thật đấy. Trầm run lắm, sợ bế dĩa thì quê độ. Sợ gì, mình sẽ tập cho thật kỹ nhiều lần là được. Sau đó nhờ cô chủ nhiệm góp ý là xong. Nhờ cô tổng phụ trách góp ý nữa chứ. Tất nhiên rồi. Trầm nè, hồi nãy Trầm hóa trang giống hệt cô tiên sanh. Nhưng mà... Nhưng sao? Trông hề hề làm sao ấy. Nhìn Trầm, Tùng mắc cười quá, ha ha. Suýt nữa thì Tùng quên lời thoại rồi. Đã bảo là táo hài mà. Tùng đừng nói vậy nghe chưa. Vậy thì sao nào? Nè, nếu giữ danh hài này mà mắc cỡ thì bọn mình nguy to đấy. Việc gì mà nguy to chứ? Thì nhóm ba tê này có nước sập tiệm chứ sao. Còn hai thằng mình làm sao mà diễn được. Ô, Trâm không có vậy đâu. Hai bạn đừng có lo chuyện đó. Tuấn hãy lo tối tác ra nhiều kịch bản cho hay cho téo. Được vậy thì Trâm nhất quyết chờ tới bến luôn, không bao giờ bỏ nhóm đâu. Chắc chắn như vậy chứ. Dĩ nhiên rồi, viva ba tê, viva ba tê.